Bữa cơm có thịt, một hoạt động dù chỉ mới khởi động chưa lâu nhưng đã thu hút sự tham gia đông đảo của các bạn đoàn viên thanh niên xã Vinh Hà, huyện Phú Vang bởi ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Không chỉ đơn thuần mang đến những bữa ăn ngon cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, hoạt động này còn thể hiện sự ấm áp, tình yêu thương và sẻ chia của những người trẻ. Một cảm giác trẻ, thân mời các bạn hãy cùng đến với những hình ảnh đầy ý nghĩa của bữa cơm có thịt. Hưởng ứng tháng 3 thanh niên, đoàn viên xã Vinh Hà, huyện Phú Vang tổ chức chương trình bữa cơm có thịt cho người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Việc nấu ăn như thế này cũng không mất nhiều thời gian lắm, chỉ cần bỏ ra khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ là chúng ta có thể hoàn thành một bữa ăn cho các cụ. Bên cạnh đó thì trong cái việc nấu ăn này giúp các bạn đoàn viên có thêm cái tinh thần tự nguyện, cũng trò chuyện nó gắn kết với nhau hơn. Với phương châm lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều, hoạt động này đã mang đến ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự đoàn kết, chung tay của các bạn đoàn viên trong công tác chăm sóc, giúp đỡ người già neo đơn. Tuy mới thực hiện, nhưng bữa cơm có thịt đã giúp đỡ 5 trường hợp người già neo đơn trên địa bàn. Không chỉ có công việc nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang nơi ở, đồng viên thăm hỏi các cụ cũng được các bạn trẻ chú trọng thực hiện trong hoạt động này. Ngoài việc nấu ăn các bạn nữ thì các bạn nam của chúng mình cũng phụ giúp dọn dẹp nhà cửa, sắp đặt lại những dụng cụ trong gia đình, tạo không gian mát mẻ, sạch sẽ để cho các cụ sống vui hơn, khỏe hơn và thoải mái hơn. Tụi con của lại đây vì mẹ đó, mẹ cứ làm, mẹ thật tụi con cứ bước mãi nữa đấy, không thôi một mình buông các con nữa. Không đơn thuần giúp các cụ có bữa cơm ngon, chương trình còn phát huy tinh thần tương thân tương ái, xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác tình nguyện vì cộng đồng. Mình là một con người rất là yêu thích công việc thiện nguyện. Như các bạn có thể thấy thì công việc nấu ăn thì thường dành cho các bạn nữ. Các bạn nữ sẽ đảm nhiệm, nhưng mà hôm nay thì mình cảm thấy rất là vui, rất thích thú vì mình lại phụ giúp công các bạn nữ để mang đến một bữa cơm ngon, một bữa cơm có thịt dành cho các cụ. Bữa cơm có thịt không chỉ chú tâm đến việc ăn ngon, ăn đủ chất mà còn giúp người trẻ nhận ra ý nghĩa cuộc sống, thay đổi thái độ sống tích cực, biết cách cảm thông và sẻ chia yêu thương. Hôm nay có các cháu về dọn bữa cơm thức mực, các cháu nấu rất ngon rồi đấy. Món gì thích đã ăn rồi, món gì thích rồi. Ai thích? Khi tự tay nấu ăn giúp đỡ các cụ, mình thấy cuộc sống trở nên thật ý nghĩa. Tính những điều đó đã tạo động lực để mình có thể tham gia nhiều hoạt động của đoàn, hoạt động từ thiện nhiều hơn. Mình hy vọng bữa cơm có thịt này có thể lan tỏa đến nhiều địa phương khác nữa. Bữa cơm có thịt là một hoạt động ý nghĩa cần được chia sẻ và nhân rộng. Người trẻ sẽ có thêm niềm vui, hạnh phúc bằng những đóng góp bé nhỏ nhưng đều đặn như thế.